Đây là hành trình gái đi về quê nè. Lúc nãy thấy xe hả, nhảy trưng trưng lên xe là nó nằm vậy đó, nằm giả màng chưa, sung sướng không nè, nó nằm, nó nằm banh tàn ra gì đó đó, thấy không, nó nằm nè, nó không này, bé vui vẻ được chút thôi mà giờ bé ngủ tiếp rồi đó. Vui lắm, đi về quê là vui lắm, xong rồi ngủ tè le hết trơn nè, giờ đang ở nhà đang chạy xe cho nên nó xưa kìa, nó cái bông ngà vàng quá trời ở luôn.